Vâng. Vậy thì mất cho đến về cái bá chùa. Cái bá đấy bổng như thế. Đánh lúc thanh làm gì? Đánh lúc thanh. Mà đóng tôi không biểu tình phải đâu Yến luôn. Có không Yến hả? Không biết hả? Con tay Yến chân biển nó biểu tình chỉnh cướm này làm gì? Là có vâng trốn làm việc nhỉ? Chơi xin phép cho em nghỉ làm ở nhà chứ biểu tình ngoài cổng đốm quả không vô được. Thank you.
lại cơ mà. Nghe nghe ơi. Tấn Phúc Thanh đang ít gì đi. Hai thôn đi. Hai thôn đi Đông Yên. Đông Yên thì họ chưa về Đông Yên thôi, chưa đến chứ. Đông Yên đang cổ mà bệnh dịch được họ đông lắm tay gì nó họ chưa biết chứ. Họ biết tin về họ Đông Yên mạnh lắm đấy, Đông Yên đợt thì họ. Anh này, anh nhớ phát này, anh khánh này. Hai phải làm nhiêu? Đó từ ngày mà lên bình thường đó. Thì cái con hẹn luôn, đấy là chứ phải cái con. Có đường đi làm chứ vẫn thích thích đó tinh. Đấy đấy cái quên lời chủ đó. Anh có quay trong giỏ này. Anh có ăn được, ta nắm tay, mình không quan được. Rồi đấy được. Bơ 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 đi ra có tên nên vui chứ gì? Có mới. Chứ có. Nó bỏ mình lên đây chứ cổ nó mình lên gì đấy. Có nghe hứa hứa lên đi lên khảo không? Hứa lên lên bạn chứ cắt luôn. Nó chứ cắt cả làm luôn. Cắt luôn. Hứa thì hứa mà chứ cắt luôn có nữa. Bọn bọn nếu mong nửa là hắn ăn đấy chứ. Hắn ăn đấy nó. Hắn cho dân im lặng hắn ăn. Thôi đang lên đang lên thả chứ dẫn chờ đến buổi họ lên với đi. Lên 5 giờ chứ. Cứ ngay luôn lên đường cho tắt đường.
tao ngủ quên chứ mới chạy dậy. Công an là vì được quân dân đi chân phục vụ, bất cứ chỗ này là có bản quyền. Chúng ta mới đứng lại thế là hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.